Nguyễn Minh Trường, NMT Vlog chia sẻ: năm 2021 của mọi người ổn chứ? Em thì được cái top này để khoe, còn về phần doanh thu thì thú thật như quần đùi. Chúc anh chị em năm 2022 RPM và CPM nhân 3. Trước hết, anh xin chúc mừng Trường đã lọt vào top danh sách nhà sáng tạo đột phá của Việt Nam năm 2021. Qua đây, anh cũng xin chúc mừng những người khác trong cộng đồng tự hào sáng tạo của chúng ta đã được YouTube đích thân vinh danh. Những người đó gồm có Hero Team, Vinh MC, Phong Cận TV, Mèo Simi, Ông Giáo Review và VV Travel. Nếu còn thiếu ai thì các bạn comment ở bên dưới để cho mình biết nha. Chúc các bạn sang năm 2022 thành công rực rỡ hơn nữa và tiếp tục có những chia sẻ hào phóng, rộng rãi để xây dựng cộng đồng tự hào sáng tạo của chúng ta ngày càng lớn mạnh, ngày càng sang xịn mịn hơn. Quay trở lại với chia sẻ của NMT Vlog thì vấn đề RPM tụt giảm như tụt quần thực sự là vấn nạn đau đầu, không chỉ đối với các kênh nói tiếng Việt mà thậm chí đối với cả các kênh view ngoại. Vậy nên video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái tài liệu hướng dẫn các bước chuẩn để giúp cho anh chị em cải thiện doanh thu của kênh. Nhiều người cho rằng là nếu RPM của kênh mình mà thấp thì phải cắn răng chịu đựng, phải lấy cần cù bù thông minh, hoặc nếu đủ dũng cảm thì chuyển sang một cái ngách khác, như giang hồ thường gọi là đổi kỳ. Họ cho rằng là RPM hoàn toàn phụ thuộc vào cái ngách mà mình đã chọn. Nếu mà như vậy thì chúng ta giải thích tại sao có những kênh làm khán giả y hệt như của mình, chủ đề y chang như của mình mà RPM của họ lại cao hơn hẳn. Thực tế là RPM của kênh tụt giảm trong phần lớn trường hợp là do những cái sai lầm sơ đẳng mà thậm chí chính những nút vàng nút bạc cũng không để ý. Sai lầm sơ đẳng thứ nhất là chúng ta cài đặt sai cho chế độ quảng cáo mặc định. Chẳng hạn có một bạn kênh nói tiếng Anh, view nước ngoài, nút vàng hẳn hoi, kinh nghiệm không phải là ít. Nhưng mà khi liên hệ với mình và xem cái tài liệu này thì mới tá hỏa phát hiện ra là bạn ấy tích chọn vào tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm thì cũng tương tự như khi kênh bị xếp vào nội dung dành cho trẻ em, tức là RPM chỉ đúng bằng 1 phần 10 so với bình thường. Tất cả các bạn làm nội dung về kid khi nghe cái này là hiểu ngay vì đã từng trải qua cái cơn siêu bão Copa. Sai lầm sơ đẳng thứ hai là rất nhiều người phớt lờ, không thèm quan tâm khi video bị vàng tiền. Nếu mà video đó có những cái yếu tố nhạy cảm thì mình không nói, nhưng mà đằng này video xanh sạch đẹp hẳn hoi nhưng mà cũng không thèm kháng cáo gì hết. Các bạn đó cho rằng là cùng lắm thì mình chỉ bị mất một video thôi, mất 100 đô là cùng chứ mấy. Hoặc thậm chí là nhiều khi nhiều anh em còn mê tín, nghĩ rằng là mình kháng cáo có khi không thành công mà lại còn bị YouTube cho vàng tiền cả kênh. Những người đó không có biết rằng là YouTube gắn cho mỗi kênh một cái điểm số gọi là điểm P-Score. Người ta dựa vào đó để phân phối đề xuất và phân phối quảng cáo. Nếu mà kênh bị vàng tiền càng nhiều ấy thì điểm P-Score này càng thấp, và kéo theo đó hệ quả là RPM của kênh bạn tụt giảm. Mình đã làm một clip nói rất chi tiết về cái điểm P-Score này, các bạn có thể tìm xem. Ngoài ra, nhiều anh chị em thỉnh thoảng còn bồi thêm một vài câu chỉ thề, một vài câu nói bậy bạ ở trong video của mình để cho nó vui, để cho nó ngầu, để cho nó đời. Nhưng mà các bạn đó không biết rằng là hiện nay YouTube đã nghe được rất chính xác mình nói gì ở trong video. Việc xuất hiện những cái từ ngữ bậy bạ đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho RPM của mình tụt giảm. Sai lầm sơ đẳng thứ ba là khi trên kênh của mình xuất hiện những cái comment bậy bạ tục tĩu của khán giả thì các bạn đấy cho rằng là không vấn đề gì hết, tại vì đấy không phải là những gì mình viết ra. Nếu như vậy thì anh em mình thử tưởng tượng là nếu mình vào trong một cái rạp xem phim, đang tập trung xem, thì bên cạnh, ghế bên cạnh, người ta ăn uống, người ta cười nói ồn ào, thì mình nghĩ như thế nào? Tương tự như thế, trên cái kênh của mình, nếu mà một khán giả văn minh đang vào xem mà người ta đọc phải những cái comment như thế thì trải nghiệm của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thực tế là YouTube quy định rằng tất cả mọi thứ xuất hiện trên kênh của bạn, không chỉ có video, tất cả mọi thứ xuất hiện trên kênh đều tính là content và bạn phải có trách nhiệm dọn dẹp. Cụ thể các bước dọn dẹp và cài đặt như thế nào cho nó chuẩn thì mình đã hướng dẫn rất chi tiết ở trong cái tài liệu này. Link để tải mình để ở trong phần mô tả. Tự hào, sáng tạo.